Rồi, cô chú ơi, trưa nay là chay tắm. Ô, quên, mẹ bỏ đi, bỏ cái này xuống. Rồi. Con cảm ơn mẹ. Rồi, xuống đi. Trưa nay là chay bơi mình. Cảm ơn mẹ ơi. Đúng rồi, cảm ơn mẹ ơi, đúng rồi. Trưa nay là chay bơi mình nha cô chú nha. Mẹ chỉ ngồi đây thôi. Mệt làm biếng quá, nay làm biếng bơi quá. Cô chú thấy mẹ chay mới xong móng tay đẹp không? Mới đi ra tiệm. Cái bàn này là Ngọc Sơn nè. Đó, cái bàn này Ngọc Thuận Sơn, tại vì Ngọc Thuận tay phải, nên này Ngọc Sơn. Còn bàn này là chị trong tiệm sơn giùm nè. Má, con bị hư rồi nè. Rồi. Tay cũng có sơn nữa đó cô chú. Trời ơi, đây cô anh này bữa nay coi video của nó hồi nãy anh này. Nó đi lúc mà em chở nó về á, cái nó nói vậy nè, mẹ con mới vừa ôm cô anh này, mới vừa bye bye cô anh này á, nó nói vậy luôn á. Giờ nó biết cô anh này rồi. Nó chưa biết tên chị Hồng với lại tên của chị Hà. Con sợ gì? Con sợ dưới. Con sợ quá, con nhảy xuống hoài giờ con nói con sợ dưới thôi. Mày mới con bào mè quá là hẹ, mày mệt cú quá. Bơi nè, hôm qua không bơi nè, bữa nay bơi đi con. Còn có thêm tháng mấy nữa thôi đó, ráng bơi đi. Lạnh hả vậy? Có lạnh không? Nó lúc nào mà mới bắt đầu bơi nó cũng làm màu làm mè, nó đứng hết cái lạnh bên kia luôn. Dạ, không kia phô quế nữa. Nó làm cũng làm màu làm. Mẹ đi tắm chưa? Hả, mà nãy mẹ nói với con rồi, bữa nay là có một mình con tắm thôi chứ mẹ không có tắm. Mẹ tắm với con. Không có tắm với con, bữa nay mẹ mặc cái đồ này mẹ không có tắm. Mẹ tắm với con. Thôi, mẹ ngồi đi mẹ chơi với con được rồi. Con mẹ ơi. Thôi không có tắm đâu. Mẹ ơi. Trời ơi trời. Mẹ không có muốn tắm. Dạ. Không, hôm nay mẹ không muốn tắm. Con tắm mình con đi, mẹ đứng đây mẹ coi con tắm nè. Ừ, mẹ coi con nhảy xuống nè. Mẹ tắm chưa? Mong mốt đã sử dụng tiếng Việt là bá đạo lắm luôn á cô chú. Watch me, mommy. Yeah, I'm watching. Nó nói watch me, mommy. Nó nói mẹ coi con nè đó. Wow, giỏi quá. Giỏi. Rồi, giờ lên nhảy đi. Lạnh hả? Lên nhảy đi. Cô chú khoái coi video chơi tắm lắm nè. Xuống dưới một chút đi, đứng dưới một chút là hết lạnh à. Nhảy đi. Nhảy từ từ. Nhảy từ từ, ok, nhảy từ từ. Nhảy từ từ lạnh. Nhảy từ từ lạnh hả? Dạ. Nhảy cái bùm xuống là hết lạnh liền à. Có cái bụi đằng đó đó. Mỗi lần cái tàu một ve tới á. Lạ hả? Sợ cái chân vịt đó. Nó đánh trúng mấy cái bụi đó. Cái Ngọc nói, ủa bây giờ mình lặn xuống mình cắt cái bụi đó được không ta? Cái chồng Ngọc nói không được đâu. Cái bụi đó là cũng được trồng từ CD á, là cái là bụi đó là cũng thuộc quyền sở hữu của nhà nước á, nên không có được cắt đâu. Khổ không, mấy cái cây mấy cái lá đồ này kia cũng không được cắt nữa, mà chắc đúng là người ta tự người ta trồng á. Tại vì ở đây cũng con lùm nè, đây cũng con lùm, mình kia cũng con lùm, đúng không? Mặt tự nhiên đâu có chịu mặt tự nhiên kiểu đó. Bây giờ có tắm liền không chứ còn màu với mè quá, đi lâu lắc quá đi. Con sợ mẹ ơi, con sợ bên kia. Đâu? Kệ nó đi, đâu có cắn con đâu, không lo. Nó nói con it's a spider, con nhện đó. Con sợ bên kia mẹ ơi, con sợ bên kia. Vậy nhảy bên kia đi, nhảy bên đây nè. Chơi, nhảy bên đây nè. Bên đây nè. Nhảy qua bên đó đi. Nhảy qua bên đó đi chơi. Con cá bển hả? Kệ nó. Vậy ra ngoài kia tắm nha. Con qua ngoài kia nha. Ra ngoài kia đi. Ừ, đi. Hả? Thôi đi con ướt rồi, bây giờ con kêu mẹ bồng con rồi. Ủa sao cái khăn này ướt nhẹp đó trời? Sao hồi nào đây mà sao ướt nhẹp vậy? Sáng giờ có mưa không? Kỳ vậy? Hả? Khăn này sao ướt nhẹp rồi nè? Sáng kệ. Để về cho, chỉ về cho nó khô. Rồi cái khăn này cũng ướt nhẹp luôn nè. Ủa kỳ vậy trời? Ba chay sao?
gì ướt luôn rồi nè. Đi ra đằng kia tắm, đằng kia mẹ ngồi lên cái ghế rồi con ngồi con tắm đằng kia ha. Tắm đằng đây mẹ thấy khó khăn mệt mỏi mẹ thấy con rồi. Mẹ thấy con, mẹ thấy con. Ừ mẹ thấy ờ mẹ thấy con rồi đây, chạy lẹ lên. Bơi luôn đi, bơi từ đây lại đằng kia luôn đi. Mẹ nhảy xuống đây nè. Bơi lại đằng kia luôn. Bơi không? Muốn đi bộ lại hả? Coi chừng đạp nha, coi chừng đạp nha. Rồi đi đi. Đi như robot thôi. Hả? Rồi mẹ đang đi với con nè. Yêu đúng rồi, mấy con này nó mỗi lần nó lại là yêu không à. Bởi vì con thấy nó là con phải dí nghe không? Không cho nó đứng đây nghe không? Nó chạy. Chạy đi. Sao mấy bên này cái bé em bé tên gì quên rồi. Con bé đó tên gì quên mất tiêu quên hoài si. Xia nè. Bé đó sao bữa giờ không thấy không biết. Đó, rồi tắm nó đi cho khỏe đi cho rồi. Hết lạnh rồi. Hết lạnh rồi hả? Dạ. Rồi hết lạnh rồi, hay tắm nó đi. It's warm. It's warm over there. Dạ. Rồi. Nhưng mà ở đây thì không có nhảy cao được. Có bữa nó ra lúc ở ngoài ngay chỗ đó luôn, ra với mấy đứa đó đó, với mấy đứa nít đó ra tới ngoài đó luôn. Làm gì mồ côi bắt ốc nữa hay gì? Bơi đi, bơi đi. Hiện tại bây giờ là 5 giờ chiều đó cô chú. Nó chưa ngủ trưa luôn đó. Mà nó mà bơi mà mệt rồi giờ không biết ngủ cái kiểu gì luôn nè. Ngủ mà không lẽ 6 giờ vô ngủ tới 7 rưỡi rồi 7 rưỡi dậy rồi mấy giờ đi ngủ lại. Nó chơi dậy đó chứ phải. Sáng hay nó quất cho tới 11 giờ trưa nó mới dậy mà không kêu nó là tới 10 tới 12 giờ trưa nó mới dậy. Mà sáng giờ cũng ăn được hai cử. Cử thứ nhất là ăn mì Quảng. Mẹ chay ra thèm mì Quảng, nấu mì Quảng nên là chay ăn, cử thứ nhất là chay ăn mì Quảng. Dạ. Lạnh không? Mà lần gần kêu nó nói chữ mì Quảng, nó nói cái chữ mì Quảng nghe đúng tiếng Quảng luôn hả? Ngon không chay? Nó nói ngon. Ngon không? Con nói ngon coi. Ngon. Ngon chứ phải ngon. Mày nấu ngon không mày? Nó ngon. Đúng mà ngon. Rồi bây giờ con nói coi mì Quảng. Mì Quảng. Nhìn cô chú mới nói nè, mì Quảng. Nói mì Quảng coi. Đây, nói mì Quảng coi. Nói tiếng Quảng nôm là dữ lắm. Mommy look at me đó. Wow, good job JD. Ok. Mom look at me, mẹ nhìn con nè. Ui trời dữ người ta. Mới vừa ăn chén cơm nữa. Mà nó là nó không có thích nhai nha. Đút cơm mà nó có canh là nó nuốt trọng không à. Kêu nó nhai nó không chịu nhai. Đang nhìn đây. Trời ơi giỏi quá. Nó làm miếng nhai, nó là đại làm miếng nhai đó. Mom look at me, I run ok. Là mẹ nhìn con nè, con chạy nè. Run ok. Run so fast, đúng rồi, chạy nhanh. Ui trời. Run đi. Mấy ngày nay á, bây giờ nó đỡ mấy cái cơn nắng gắt rồi. Hả? Cái gì? Là gì? Run so fast, run so fast. 1 2 3. Wow, giỏi quá. Giờ là chưa có tới cuối tuần.
nên là không có con nít không có ai gì chơi nhiều giờ rồi. Watch, đều đang coi nè, nãy giờ mẹ đang nhìn con chứ mẹ đâu có kêu vui. Giỏi. Go far away. Nói tiếng Việt đi, con đi xa hơn nè. Ờ, con đi xa con chạy, đúng rồi. Ừ. Quá dữ luôn. Bơi đi, bơi đi, bơi đập đập hai chân đi. Đúng rồi. Giỏi. Go far away, ok. Đi xa lên cây đi, kia đi. Ôi trời trời, uống nước rồi hả? Uống nước ho bùm bùm mà hả? Ba cây giấc giờ này cũng gần đi. Ủa trời, mới nhắc tới trời, phải nhắc tiền nhắc bạc đỡ dưới trời, mới nhắc tới quay qua nhìn thấy ba nó về trời. Có được không? Mà còn ở đằng xa ở ngoài bãi đầu xe á. Quýnh quay qua nó ba cây giờ sắp về rồi, quay qua cái thấy thấy đi dục rác. Ê buồn ngủ quá. Ok, hát ca, let it go. I'll hit by for the first time in forever. There'll be music, there'll be light. Hát coi. Đúng rồi. Rồi bài Let It Go. Can't hold it back. Let it go. Cô chú ngày nào cũng coi nó. Rồi hết hết ngày nào một tháng chắc tắm xong hết 20 ngày. Ngày nào cô chú cũng coi. Rồi lúc kịch mi thấy rồi chứ nãy giờ đâu có làm gì đâu, cũng kêu lúc kịch mi hoài. Có người gì mà xuống muốn gây sự chú ý dữ vậy? Không phải một mẹ. Đúng rồi, mẹ dạy bơi vậy hả? Đúng rồi. Đứng đứng như bà búa vậy. Ừ. Đúng rồi, mẹ dạy chơi bơi vậy đó, đúng rồi. Không phải một mình mẹ nhìn con nữa mà mấy chục ngàn cô chú và cả trăm ngàn cô chú nhìn con chứ không phải một mình mẹ nữa chứ. Trời ơi, bơi đi. 2 tuổi rưỡi nha cô chú nha. Ờ à, đúng rồi, quên kể cho cô chú nghe chuyện này nữa. Hôm qua Ngọc luộc trứng gà lên xong rồi cái Ngọc đặt trứng gà thì nó lại nó nói con muốn coi mẹ, rồi nó coi xong rồi hỏi Ngọc, hỏi con muốn làm thử không, nó nói dạ, rồi cái Ngọc chỉ cho nó, Ngọc chỉ là con phải đập nhẹ nhẹ dưới đất vậy nè, cái xong rồi cái con lột ra. U ghê quá. Cái xong rồi cái cô chú tin là nó ngồi hả, nó đập nhẹ nhẹ nó lột, Ngọc để cho nó tự lột ra được hết nguyên cái trứng không, giỏi lắm luôn á. Giờ là phụ mẹ là lột trứng được rồi đó. Quá tự hào. Đó, ba về nè. Ba nó khỏe lắm. Ba nó nói hả, à, mẹ có một cái công việc quá đơn giản là chỉ ngồi. Ok baby, you want this easy job? Come. Ba nó nói hả, mẹ có công việc đơn giản quá, chỉ ngồi coi cái gì đó, coi chừng con ở ngoài này thôi. Cái Ngọc hỏi rồi, ghê đơn giản rồi, có muốn ra không nè. Ngọc nói hả đơn giản không, đi ra này nè, giờ dòm giùm tôi đi, tôi có cả đống công việc ngồi trong nhà mà giờ tôi phải ra đây để tôi ngồi tôi cho nó bơi đó. Oh, broken glass. Yeah. Visitor, what is visitor? Oh, I was at the hospital. Thank you. Wow. Rồi bây giờ chơi lặn lại cho mẹ coi. CJ đi. Cooper. Why are you running away from Cooper, JD? Cooper, go get her. Cooper, go get her. Go get her. Let's go get her.
Bà đó bà kêu thuốc bà rượt con chay đi, rượt con chay đi. Ô ô ô ô. She doesn't want to or something. He's like, what? Thuốc bờ lăn trai ăn gái quên mất tiêu rồi.